chắc chắn là như vậy rồi. Một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới phải đối chọi với Lucio thì chắc chắn anh ta sẽ có những ý kiến nhận xét cực kỳ thẳng đáng. Và không chỉ Lucio, Brazil đang sở hữu một trong những hàng phòng ngự tốt nhất ở World Cup lần này. Vâng, và chúng ta cũng chứng kiến khả năng của Lucio bởi vì vẫn còn rất nhiều vấn đề cần đổi trong trận đấu thì là sát rồi ạ. Tôi hỏi nhanh ông Trình Nguyễn một câu nữa thôi ạ. Ông nghĩ thế nào về Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên? Họ đã chơi rất tốt trước cầu thủ Brazil, sau đó lại thua với một tỷ số động trước Bồ Đào Nha. Phải chăng là cái ẩn số của dân ta C và các đồng đội đã bị bắt lại? Không phải, tôi cho đây là vấn đề của chỗ là Triều Tiên và bờ biển Nga, tôi cho có cái nét giống nhau ở chỗ xem là năng lực của họ thế là chúng ta nhưng tôi cho là họ có một ý định làm cái gì vượt quá cái năng lực của mình ấy từ đầu tóc thì màu đen đã vào giải thì bao giờ phải chiến thuật chống những vật thì chống được một trận chứ không thể chống một trận vì thế mà họ có thể là ý chí hoặc có thể là làm cái gì đó mà bản thân mình nếu mình gặp phải thì chúng ta cần phải không đi lại chứ không phải là trình độ của chúng nhưng mà tôi cho rằng trận đá hôm nay thì tôi cho rằng hai đội là có thể trở lại vấn đề là năng lực của họ trận đá với nhau để chứng minh mình Triều Tiên không thể đi về với một cái khả năng tức là mình vẫn tiếp tục thua về Triều Tiên. Vâng, tức là từ đó cái bảng trận đấu sự hấp dẫn giữa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và bờ biển Nga. Thưa quý vị và các bạn, trước trận đấu này thì Crosstown Index đã tổng hợp các thông số kỹ thuật của các trận đấu trước đây của các đội bóng và rồi họ đưa ra những khả năng về các đội bóng có thể chiến thắng trong trận đấu này. Theo Crosstown Index thì cơ hội chiến thắng của Bồ Đào Nha trước Brazil chỉ là 21%, trong khi đó thì khả năng chiến thắng của Brazil cao rất nhiều là 52%. Ở trận đấu trên bờ biển Nga và Triều Tiên thì khả năng chiến thắng của bờ biển Nga là 70%, còn cơ hội chiến thắng của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên chỉ là 9% mà thôi. Trận đấu thì đã sắp đến rồi và bây giờ tôi muốn hỏi nhanh dự đoán hai vị khách mời. Tiếp theo đây đang làm trận đấu giữa bờ biển Nga và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên rất nhanh. Tôi nghĩ rằng bờ biển Nga cũng có thể thắng trước đến 2-0 hoặc 3-0 như thế lần lần như thế. 2-0 đến 3-0. Vâng, qua trận đấu còn lại các đáng chú ý tôi muốn dành sự phán đoán và dự đoán cho chính quý vị và các bạn. Ngay sau đây chúng ta sẽ các bạn cùng trận đấu cuối cùng ở bảng G. Cuộc đối đầu giữa Brazil và Bồ Đào Nha nó bay hơi hết mực. Chúng tôi sẽ trực tiếp trên kênh VTV6 quý vị và các bạn theo dõi. Đây là cho kính nên nó bay hơi hết. Ba ba. Ơi. Nó kiếm nắp đậy lại đi. Nắp đâu? Kiếm nắp đậy lại. Thương hào trà xanh không độ là thương hiệu quốc gia. Trà có mặt hào thanh lọc cơ thể hiệu quả. Trà nấm cơ xanh tự hào được các nhà khoa học uy tín thực hiện lâm sàng và công nhận thanh lọc cơ thể hiệu quả với công thức lưu truyền ngàn xưa kết hợp 9 loại thảo mộc công nghệ. Trà thảo mộc cấp cơ xanh thanh lọc cơ thể hiệu quả. Đây là công nhận. Yeah.
chúng ta sẽ đến với chúng ta được theo dõi những ngày từ hầm của sân vận động Moses Mavida thành phố Durban, nước Cộng hòa Nam Phi.